Thôi cắn luôn. Cái hạt này rất là to à. Nếu mà có điều kiện thì cứ nên ăn, tại vì nó rất là tốt cho sức khỏe, tốt cho não. Hi, chào mọi người, lại là Thường đây. Hôm nay chúng ta sẽ ăn thử cái này nha. Là lần đầu tiên mình mua cái loại mà nguyên hạt như thế này á. Lúc trước có hay mua cái loại mà giống như ngũ cốc của mấy bạn, là nó có hạt, hạt bí, hạt gì xanh xanh đó, rồi ốc chó, rồi hạt điều, các loại hạt á, mình cũng không biết cái nó là cái gì nữa. Hôm trước mình có đi trong cái cửa hàng đó, mình thấy có cái loại hạt ốc chó mà nguyên hạt như thế này, thì mình muốn về mình ăn trải nghiệm thử. Lần đầu tiên mình thử cái này luôn á, thử thôi cái cảm giác nó như thế nào. Bỏ sao ta, không có mùi thơm gì hết. À, trong đây có một cái đầu khui. Coi coi hút ẩm ha. Mình sẽ thử cái hạt ốc chó này để coi nhìn giống hạt dẻo. Ui, cái này đầu khui thì mình biết thì người ta sẽ sao ta. Đặt vô đây. Wow. Lạ lắm. Lúc trước mình có ăn cái hạt mắc ca mấy bạn, thì cũng có cái đậu khui nhưng mà người ta có chả sẵn một ốc chó. Thôi cắn luôn. Lần đầu tiên trải nghiệm cái cảm giác này, nó không có mùi gì hết. Bé béo thì nó cũng giống, mình cảm thấy nó giống giống như hạt bí mấy bạn, có tí xíu vị hơi nhẫn nhẹ ít thôi, không ảnh hưởng giống như cái lớp của nó, cái lớp vỏ ngoài hay sao. Nhưng nó mắc ca là giá trị dinh dưỡng rất là cao nên mình thử thôi, chứ mình cũng không có thích ăn cái hạt này lắm. À, bỏ vô ngay cái khe, cái khớp này nè, mình lại thì sẽ dễ tách ra hơn. Nhưng mà mình cảm thấy nó không có gì đặc biệt lắm, chắc là dinh dưỡng nó cao. Mấy nhóc con của mình đó nói đây là hạt hạt bộ não. Đây, nó giống như cái bộ não này, nhiều nếp nhăn nếp nhúng, giống như hạt bí hay gì đó hả, lạt lạt nhưng mà nó bé béo. Lúc trước đó là mình ăn cái loại là người ta đã tách sẵn, người ta mix với nhiều loại hạt là có vị hơi ngọt ngọt mặn mặn tí xíu, nên ăn mình không có cảm nhận rõ được cái mùi vị của nó. Chỉ tại vì người ta có niêm ở trong đó hay sao rồi. Còn cái hạt nguyên thủy này thì mình ăn cảm thấy nó cũng lạt, chứ nó không có... Wow. Nó lạt nhưng mà nó hơi béo thôi, chứ nó không béo nhiều nữa, nó không béo như mắc ca. Mắc ca thì béo hơn. Này còn nguyên luôn nè. Ăn cái này nghe nói rất là bổ dưỡng luôn, bổ tốt cho trẻ em hay phụ nữ có thai gì ăn cũng tốt nữa. Cái này nguyên bộ y chang như là... Cái này gọi là gì? Đây, bộ não. Con trai mình nói vậy. Cái răng mình nhai hai kêu cực cực á. Cái trường hàm mình có vấn đề. Mình cảm thấy có cái độ nhẫn nhẫn nhẹ, rất là nhẹ, nhưng mà ăn vẫn cảm nhận cái độ nhẫn đó. Thực ra mình không có cảm thấy gì là đặc biệt ở cái hạt này luôn á, tại vì cái hạt này chắc là để ăn để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể thôi, còn gì. Hương vị thì nó không có đặc trưng gì hết, nó rất là bình thường thôi. Ủa sao cái này nó đen quá ta, cái hạt này nó đen, mình chắc không sao. Mình nghĩ nó nhẫn nhẫn là do cái lớp cái màng ở ngoài, ở ngoài nè bạn. Cái hạt này nếu mà mình tách ra, mình đi cháy với bơ ha, bỏ thêm tí xíu muối, tí xíu đường thôi, nó sẽ mặn mặn ngọt ngọt, ăn rất là ngon. Mình nghĩ vậy thôi chứ mình chưa làm, mình cũng không biết nữa. Bây giờ mình sẽ tìm cái hạt to nhất.
hạt này nó có hai đầu. Cái đầu này là mình cảm thấy có một cái khía cái rãnh này thôi, đầu này không có tách, không tách được, cứng lắm luôn. Nhờ cái đầu này nè, cái đầu này là có hai đường cắt nhau này, thì mình đưa vô đây. Mặc dù là cái hạt này ăn nó không có đặc biệt lắm, nhưng mà mình thích cái cảm giác tách nó như tiếng bóp bóp. Cái hạt này rất là to à, to lắm luôn á. Không có gì quá là đặc biệt, nhưng mà vì giá trị dinh dưỡng của nó, chúng ta vẫn cứ ăn thôi. Hôm nay trải nghiệm cái món ốc chó nguyên hạt này thì ăn cho biết có cách ăn với người ta ha. Không có gì quá đặc biệt, nhưng mà giá trị dinh dưỡng thì nên ăn, nếu mà có điều kiện thì cứ nên ăn, tại vì nó rất là tốt cho sức khỏe, tốt cho não, tốt cho trẻ em, đặc biệt tốt cho trẻ em cũng như có thai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Thường, hy vọng rằng các bạn sẽ cho Thường một like, một đăng ký, và đừng quên ấn vào biểu tượng chuông theo dõi để luôn nhận được những thông báo về những video mới nhất của Thường nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.